ngày 4 này, qua ngày cúng ông táo trời trời. Thì tôi quay một cái clip này để phục vụ dàn cho một số đây là các bác ở máy một bác thì ở gì nhỉ? Hòa Bình này, Kim Bôi Hòa Bình này. Thế còn một bác thì ở gì Lam Định Tranh nhỉ? Một người là hai bác ở Lam Định này. Thế bác này thì ở đâu? Ngoài Thái Bình. Lại Thái Bình này. Thế bác đứng giữa đây cũng là Thái Bình Giang. Thế vì đây các bác đang là thích dàn này. Và dàn giờ bắt đầu với vẻ này thì các bác đã mỗi người tự ôm lấy một bộ rồi. Thế tôi cũng chỉ làm cái clip này để cho vui đưa lên để đáp lại tấm lòng thành tình của các bạn đã theo dõi kênh của tôi thôi chứ không có mục đích gì. À thế đây này còn hai anh em đây nữa. Thế một chú này thì ở trên Thanh Nguyên vậy này. Chú này thì không mộng mê dàn mà chú này thì đây đang thích loa CIF đây. Có xe hết xong rồi không phải thứ đó chỉ đóng thôi. Không, tôi đi bỏ đi. Đây là các bác đang tập trung thử dàn này, mỗi bác ôm bộ chờ đây là quá công chờ từ sáng này. Vì dàn đang ngày hôm qua tức là ngày 23 cũng táo hết rồi cho nên là nay về loạt dàn mới nên mỗi bác cứ giữ bộ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng rồi đấy hả? Ở đấy 220 sợi. Không biết mà để ít điện như là phải Tết thì được. Cái này 120 à? Ở đây 220. Cái này cũng 220 này. Bộ này là bộ dàn cứng nhất đấy. Đấy, có cái gì phải thắc mắc nữa thì hỏi luôn. Vâng, thì xem trình trò con này chưa, được chưa? À không, tôi chỉ hướng đến cái chỉnh vâng, còn về. Vâng, ý là giờ chạy trước con này chưa? Thì bây giờ thế này nhá, bởi vì giờ về này tôi cũng được test đâu. Thế giờ cậu về thay mặt tôi phải test. Nếu có vấn đề gì cậu phải điện ra đây. Ví dụ nó cái nào nó trục trặc mình phải điện ra đây. Chứ bản thân tôi giờ nó cũng mới về. 3/9 này. Được. Tìm nó qua đi. 3/9 là muốn để ai qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chiến hết thì ăn một tí mình cho cái con nào đó, mình lấy sau. Đi đâu?
Thế ngồi làm sao được ạ? Ai cũng ngồi rồi. Để ra ngoài thôi, để em đùi thôi. Đấy được, được, này đi được. Nhưng mà bê lại mà ra đấy. Chân lắm. Về đâu? Không. Ôi dồi ôi, đi làm sao được? Mãi chân đấy kìa, mãi chân. Có đi được cái này lên chơi. Đi này không được đâu, đi mãi Hoàng Bình. Để lại, nhưng mà mai chú ạ, mai lại xe. Mai gửi xe. Không đi được đâu chú, đừng ngửi. Này đi, à, đi xa cũng được, tưởng đi gần thì còn cố được. Ngoài tay nghỉ. Ngoài tay nghỉ. Tay nghỉ mà cũng năng đâu. Đi đây Ninh Giang còn được chứ đi xa thế thì nguy hiểm lắm. Đây Hòa Bình. Đấy cánh dài nhau đặt cái dàn ở giữa. Cũng là hai con loa ở bên. Thành phố Hòa Bình à? Đây là cái kim bôi à? Kim bôi à? Không. Kim bôi. Kim bôi là không có 100 cây rồi à? Thật 100 cây thế này. 100 cây số thì ít nhiều. Mày nên đợi từ trưa đấy, lúc có ăn cơm dậy rồi mới sang nhà cái tô viết đi đúng rồi. Ok thằng quần áo đấy.